Hôm nay em có con gầm cao số tự động giá rẻ giới thiệu tới các bác. Hơn 100 triệu mình có thể là mua được chiếc xe này nhá. Chiếc xe này là một chiếc xe đại chất luôn. Mời các bác cảm nhận. Một chủ từ đầu, biển Hà Nội 4 số. Một dàn lốp dày, một dàn lốp mới. Chủ trước vừa mới thay xong, hết gần 20 triệu các bác nhá. Đấy, với nước sơn màu xanh rất là bóng đẹp. Một cái màu xanh đặc trưng của dòng xe này. Mẫu xe mang tên là Poikep, được sản xuất năm 2002. Số tự động máy 3.0, 5 chỗ gầm cao các bác nhá. Đấy, xe rất là đẹp luôn, từ phần nội thất cho đến phần ngoại thất, rồi đến phần máy móc các bác nhá. Máy móc gầm bệ, rồi số, rồi lái, rồi tất cả mọi thứ, phần chi tiết kỹ thuật thì chủ trước cũng đã đầu tư vào rất là nhiều tiền. Tí em sẽ đi chia sẻ với các bác sau. Đây các bác xem, xe chạy ít nhá, xe rất là đẹp, chủ trước đi rất là giữ gìn, cho nên là cái vô lăng mới được đẹp như này. Đấy, vô lăng chạy ít. Đấy, cái gai nó nổi lên mới cao như này nhá. Đấy, cái lỗ này nó không bị mòn như này các bác xem này. Đấy, cái lỗ này này, vô lăng này là vô lăng nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, chứ không phải là một số những cái mẫu xe nó làm lại đâu, nó bọc da đấy ạ. Nhiều chiếc xe Escape khác là vô lăng đã được bọc da vào rồi. Đấy, bọc da. Bọc da thì tất nhiên là những chiếc xe mà chạy nhiều đúng các bác, chạy nhiều thì mới bọc lại, chứ còn thì bình thường ra những cái chiếc xe nó đang nguyên zin như vậy trái đi làm lại làm gì đúng không ạ. Chiếc xe này của em là một chiếc xe rất là cứng rắn, tuy rằng đời thấp thế nhưng mà chiếc xe này mà chủ xe đi rất là giữ và đi rất là ít luôn. Trần này, trần nỉ vẫn trần nỉ nguyên bản nguyên zin nhá. Tất cả những cái khe mép của xe còn rất là đều. Máy số thì đại chất rồi các bác, nhà mình không bàn về máy và số của cái chiếc xe này nhá. Đấy, lốp dày nguyên zin, lốp dày các bác nhá. Và tất cả những cái lốp thì thay lốp mới. Còn thì na răng này là răng zin này. 4 na răng của xe là 4 na răng zin nguyên zin theo xe nhá. Nguyên zin theo xe đấy ạ. Và đây chính là cái phần hình thức bên ngoài, form dáng bên ngoài của chiếc xe Poikep này. Mời các bác cùng đón xem. To cao rộng rãi, rất là trường xe đúng không ạ. Mẫu này là mẫu 2 cầu. Đấy, mẫu xe 2 cầu điện các bác nhá. Vẫn còn đủ hai cầu luôn. Đấy, cho bác nhà mình sử dụng khi đi đồi núi lúc nào cần thiết đúng không ạ. Nhiều chiếc thì cũng đã bị cắt cầu sau, thế nhưng mà chiếc này của em nó vẫn còn đủ hai cầu luôn. Cầu trước cầu sau vẫn còn nguyên nhá. Đèn vẫn là đèn nguyên zin nguyên bản. Đấy, đèn nguyên bản theo xe. Đăng kiểm của xe đấy ạ. Tận tháng 8 luôn, đăng kiểm phí đồng bộ còn đến tận tháng 8. Đấy, các bác thấy này, tất cả 4 bộ na răng đúc này nhá, 4 quả na răng đúc này là vẫn còn nguyên theo xe. Đấy, theo thời gian 5 tháng thì nó hơi thâm lên một chút. Cái này mình về mình có thể là mình dùng nước tẩy đánh đi, nó sẽ sáng lên, sáng đẹp hơn. Đây các bác nhá. Đấy, cái lắp này là vẫn là lắp zin nguyên bản theo xe này. Đấy, sang bên đây em quay qua một chút nữa để các bác nhà mình cùng xem. Với cái động cơ máy 3.0 như thế này thì nó ở mức độ tầm khoảng hơn 10 lít một chút trên 100 km. Mình sử dụng đường hỗn hợp các bác nhá. Còn thì nếu mà mình đi đường phố thì nó sẽ nhiều hơn một chút, và mình đi đường trường đấy ạ. Thì mẫu này nó cũng tiết kiệm thôi, chỉ loanh quanh tầm khoảng 10 lít thôi. Nếu mình đi đường trường đấy ạ, đường trường thì 10 lít, chưa tới 10 lít luôn nếu mình đi đường trường. Nhưng mà thực ra là cũng phụ thuộc vào cái chất máy của chiếc xe nữa. Nhiều chiếc mà máy nó kém đấy ạ, mình đi đường trường nó cũng phải trên 10 lít luôn. Nhưng mà chiếc này của em máy còn rất là chất, cho nên là các bác nhà mình có chạy đường trường thì nó cũng ở mức độ rất là phù hợp, hay là chạy đường phố đạt tiêu chuẩn luôn. Mình có thể đến xem và chạy thử cảm nhận đối với chiếc xe này của bên em nhé. Bây giờ thì em sẽ quay từng phần một của mẫu xe này, mời các bác cùng đón xem. Các bác mình đang quan tâm đến dòng xe Poikep thì bên em hiện tại đang có 4 chiếc. Có 4 chiếc cho các bác lựa chọn, với tầm giá từ 100 triệu cho tới 150 triệu một chiếc các bác nhá. Những chiếc xe mà đẹp thì nó sẽ ở mức độ giá khác so với lại những chiếc xe mà nó hơi kém các bác nhá. Đấy, em có một chiếc xe màu vàng ở trong bãi kia thì bên em đang bán là tầm khoảng 100 triệu. Đấy. Còn thì, đây còn một chiếc nữa này, chiếc này có màu trắng. Đấy. Chưa lên sóng, mới lấy về để chuẩn bị cho lên sóng cho các bác xem nhá. Và em có một chiếc xe form mới màu đen nữa. Form mới màu đen,
biển rất là đẹp, biển 9191, biển rất là đẹp. Và trước đó thì bên em cũng chỉ bán tầm khoảng hơn 100 một chút thôi, tầm khoảng 115 triệu đối với chiếc xe Form mới. Tại sao Form mới lại rẻ hơn? Đấy, các bác mình chắc hẳn là mình cũng đoán ra phần nào rồi, đúng không ạ? Hôm nào em sẽ có video riêng về chiếc xe Form mới đó nhá. Đấy, các bác hãy đăng ký kênh để được xem tất cả tất tần tật những chiếc xe mà hiện tại đang có bãi bên em, ở trong cửa hàng bên em nhá. Đây, em có một chiếc xe cũng mới về nữa đây. Đây là chiếc xe Mac mà mang tên là Mac E, đời gần 2000 thôi. Đấy, số tự động, chiếc đó thì bên em đang bán tầm khoảng 100 triệu, các bác cứ alo thì nó cũng có giá tốt nhất. Bây giờ không nói về vấn đề khác nữa mà sẽ quay tập trung vào chiếc xe này để các bác ngắm và các bác xem. Mình xem nếu thấy hay thì để lại một lần like và một lần chia sẻ hộ em với nhá. Và để mà đóng góp thì mình có thể là comment ở phía bên dưới để bên em hỗ trợ các bác nhà mình kịp thời các bác nhá. Rồi, bây giờ quay kỹ đi. Này, các bác xem nước sơn này. Nước sơn của xe rất là bóng đẹp này. Tôi bỏ gõ kêu loang quang luôn. Xe keo chỉ nó không mất phân nào, đảm bảo cho các bác luôn là keo chỉ vẫn còn và không đâm xô, không tai nạn, không bị ngập nước thủy kích các bác nhá. Mình yên tâm một điều là như vậy, thân vỏ đẹp, không mục mọt, thân vỏ dày, chạy rất là đầm, rất là chắc, vì nó lặng mà, nó lặng cho nên là mình chạy rất đầm chắc nhá. Mẫu này thì rất là bốc, rất là khỏe rồi, chạy thì mình đạp ga nên vù vù luôn, nên rất là nhanh. Máy 3.0 cơ mà, đúng không ạ? Nên rất là nhanh luôn. Đấy, cái đồ nhựa bên ngoài này các bác xem này, đồ nhựa bên ngoài vẫn đẹp này, đẹp, và chân kính vẫn đẹp này. Đấy, những cái gioăng ở xung quanh kính các bác thấy vẫn đẹp, đúng không ạ? Mình mà nhìn quen thì chỉ cần là nhìn qua video thôi thì cũng biết được chất lượng của xe đến bao nhiêu phần trăm rồi, đúng không ạ? Đèn trước đèn sau của xe rất là sáng đẹp nhá. Có một vài chỗ thì nó hơi sứt một chút, đây em vẫn để nguyên, chưa đi tỉa, chưa đi làm lại. Đấy, ví dụ chỗ này. Đấy, và một vài vị trí nữa là bên em vẫn chưa đi làm lại. Cái này mà làm lại thì trong một ngày và cũng chỉ loanh quanh mất tầm khoảng 1 triệu thôi. Là xung quanh xe sẽ đẹp và không bị xước xát nữa. Các bác tự làm đấy hoặc là bên em làm cho cũng được nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Xe 5 chỗ gầm cao thì cái cốp này mở ra rất là rộng này, rất là rộng luôn. Đấy, có cam nùi, có cam nùi phía sau. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, một cam này và đây cam nữa này, hai cam luôn. Đấy, cặp đèn hậu đằng sau rất là sáng này. Đấy, rất là sáng, đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng và vẫn là kính theo xe các bác nhá. Tất cả những cái khe mép của xe rất đều. Đấy, mình có thể là nhìn qua video để được thấy. Em quay kỹ cho các bác xem đây ạ. Đấy, thân vỏ này rất đẹp, rất chắc chắn. Đấy, những cái khe gioăng cánh cửa rồi những cái mép rồi những cái phần nhựa này các bác xem này. Rồi, em quay từ trên xuống cho các bác xem khu vực này nữa. Và sau đó thì sẽ đến phần nội thất các bác nhá. Lần lượt, đúng không ạ? Với cái biển Hà Nội như thế này thì mình có thể để nguyên, có thể để nguyên biển Hà Nội, làm công chứng, làm ủy quyền và có thể để đi được rồi. Đấy, còn các bác muốn sang tên thì bên em cũng có hỗ trợ nếu cần. Đấy, rất đơn giản thôi, nhanh gọn thôi các bác nhá. Bây giờ thì đến phần nội thất rồi. Mời các bác cùng đón xem phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Gương kính của xe được điều chỉnh bằng điện, hoàn toàn được làm ở khu vực đây các bác nhá. Đấy. Xe có khóa khiển cửa từ xa. Và đây là phần mép cánh cửa này. Chỉ còn nguyên zin hết nhá. Nội thất là màu vàng kem. Đấy, xe mới lấy về trong ngày hôm nay và chỉ cho đi rửa nước lã thôi và đăng lên cho các bác xem luôn rồi. Đây, các bác thấy này, những cái gioăng này nhá, gioăng này vẫn là gioăng xịn hết này, gioăng nguyên hết này, theo xe hết các bác nhá. Sàn của xe vẫn là sàn nỉ. Đấy, vẫn là sàn nỉ được bọc được lót một cái tấm ở trên rồi. Đấy, tấm nỉ ở trên.
chỉnh đèn này, chỉnh gương này. Đấy, vô lăng 4 chấu này. Có túi khí nằm ở giữa vô lăng và một túi khí nữa nằm ở đây nhá. Túi khí nằm ở đây. Xe thì có màn hình. Đấy, điều hòa mát rượi. Điều hòa mát rượi hai chiều nóng lạnh các bác nhá. Đấy, phần tắp nô. Cốp đồ. Cốp đồ của dòng này rất là rộng, rất to. Đấy, cái phanh tay này của xe các bác thấy này, nó cũng không bị mòn này. Đấy, ghế da, ghế ở dưới là ghế da các bác nhá. Ở trong là da và được lót một cái tấm áo bên ngoài. Một cái áo ghế nhìn rất là sang đúng không ạ? Cái màu này là màu em thấy khá là sang. Mà cũng sạch nữa đúng không ạ? Và tiếp tục đây, mời các bác xem tiếp nhá. Đấy, có một vài vị trí gioăng hơi rách một tí này, những cái này không quan trọng đúng không ạ? Chủ yếu ở cái gioăng này này. Đấy, nước có vào hay không và cách âm cách ồn có tốt hay không là nó ở cái gioăng này các bác nhá, nó ở cái gioăng này này. Đấy, chứ không phải là cái gioăng kia. Cái gioăng kia là để chống bụi thôi. Chống bụi vào cái phần khe này các bác này. Đấy, sơn zin bên trong vẫn còn nguyên và rất là bóng. Đấy, keo chỉ nguyên hết các bác nhá. Cái lắp này nó tuột ra và em sẽ lấy lại và em lắp vào. Đấy, các bác thấy này, những con bu lông này nó vẫn còn rất là vàng, rất là sáng này. Đấy, mép cửa, vách cửa không thiếu vị trí nào cho các bác xem nhá. Các bác mình cứ xem hết lần lượt cho em. Nếu anh ưng mà thích rồi thì mình hãy nhấc máy lên gọi điện cho bên em. Và em sẽ đọc luôn số điện thoại ở trên đây. Đây là hai số điện thoại 093 8586 307 và 0389 000 555. Hai số chính hotline của bên em các bác nhá. Đơn đi. Vâng. Đây các bác xem này, những cái phần máng nước này. Đấy, đây. Đằng sau đây là lốp dự phòng nhá. Lốp dự phòng và cũng là một cái cốp rất là to cho mình để đồ đúng không ạ? Cái này thì mình có thể là đấy, mình tháo ra này, cuộn vào này, cái này có thể cuộn vào nhá. Đấy. Và mặt ghế đằng sau của xe thì vẫn là ní đây, các bác thấy này vẫn là ní này. Da là da xịn. Trần rất là sáng. Một chiếc xe đẹp về hình thức và tốt về chất lượng. Chủ trước vừa mới đầu tư mất mấy chục triệu vào xe xong. Đấy, không tin thì em có thể cho các bác số điện thoại của chủ xe luôn. Mà người ta mới đầu tư một dàn lốp đã mười mấy triệu rồi. Đấy, xong đấy thì là một số những cái thiết bị ở dưới gầm nữa. Dưới gầm nữa và một số những cái người ta bảo dưỡng máy số các thứ nữa. Hết mấy chục triệu luôn các bác ạ. Đấy, phiếu hóa đơn lên đến 50 triệu. 50 triệu các bác có tin không ạ? Cho nên là chiếc này giờ ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn. Thế mới bảo là đẹp về hình thức, còn tốt về chất lượng nữa. Cho nên các bác mình mua chiếc này về yên tâm nhá. À, chỗ này bụi bậm đây này. Mình đau đây cái nhìn xe nó nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Nội thất tắp đi tắp lồ xe rất là tươi. Sáng đúng không ạ? À, chỗ này bẩn nhá, mình lau đi cái là sạch sẽ thôi. Đây, quay kỹ cho bác xem này. Những cái phần vách cửa này là chưa vệ sinh cho nên nó như vậy. Đấy, dòng này tuột này. Thực sự là chiếc xe này như em cũng chia sẻ với các bác là mới về xong trong ngày hôm nay. Thì tiện đây em rửa nước lã và quay lên cho các bác xem luôn. Đấy, sàn vẫn là nỉ nhá, xung quanh. Táp nô của dòng này nhìn vẫn rất là trẻ trung. Tuy rằng đời thấp nhưng mà từ phần form dáng bên ngoài cho đến phần nội thất bên trong thiết kế ra nhìn nó cũng không bị mất mất mốt đúng không ạ? Không bị mất mốt. Đây các bác xem này, những cái phần gioăng này, những phần gioăng của nó còn rất là căng này. Chỗ này là bụi các bác nhá. Đấy.
phần mép cửa đây. Rồi, như vậy thì phần nội thất bên trong em quay xong rồi các bác nhá. Bây giờ em quay gầm luôn cho các bác xem này. Quay gầm luôn và tí nữa sẽ quay vị trí khác của chiếc xe. Đây, gầm đây. Đây các bác nhìn thấy cầu vẫn đủ nhá. Cầu sau, cầu trước vẫn đủ luôn đấy ạ. Rồi, tiếp tục. Mời các bác xem nốt phần gầm bên đây nhá. Cô lốp ba bô lê của xe vẫn còn nguyên và rất là đẹp. À, cầu con này vừa mới đưa sang con kia thì em sẽ lắp lại nhá. Em quên, các bác cần em sẽ lắp lại. Như vậy thì phần nội thất và phần ngoại thất em cũng đã quay xong rồi. Bây giờ sẽ quay đến phần khoang máy và lổ tiếng máy lên cho các bác nghe luôn. Đấy, máy bên em lổ lên cho các bác nghe rồi đấy ạ. Đấy, xăng chủ xe để vẫn nửa bình luôn đúng không ạ? Rất ít con có được cái bình xăng còn như vậy. Máy em lổ lên rồi, bây giờ ra quay cho các bác xem luôn thôi. Dòng này thì tất nhiên rồi, phanh ABS đầy đủ 4 bánh. Máy nổ rồi các bác nhá. Đây, bình điện bình điện cũng mới thay tháng 1 năm 2020 này. Mình vẫn chạy một thời gian nữa nhé. Máy thì các bác yên tâm rồi. Đấy, rất ok. Cabo này luôn đúng là mình lên rửa đi tí cho nó sạch đúng không ạ? Những thông số của xe cũng nguyên rồi đây. Da máy của xe thì khá là tươi, khá là tươi và khá là sáng đúng không ạ? Máy lổ êm. Về máy các bác yên tâm nhá, máy cũng chất luôn, máy số đại chất. Vì như vừa rồi em cũng đã chia sẻ với các bác là máy số chủ xe vừa mới đầu tư vào mất mấy chục triệu xong, cả gầm nữa, cả điều hòa nhá. Điều hòa chủ xe thay toàn bộ mới luôn đấy ạ. Lốp cũng thay mới này, điều hòa cũng thay mới này. Mẫu xe đến thương hiệu của Mỹ đấy. Tất nhiên thì với mức xăng nó sẽ hơi tốn một chút, nhưng mà bù lại thì chiếc xe nó mang lại rất là nhiều những cái lợi ích. Đặc biệt là một chiếc xe nó còn khá là chất lượng đúng không ạ? Và mẫu này thì các bác em mình chạy nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ yên tâm hơn đi ra ngoài đường đúng không ạ? Nó chắc chắn bền bỉ, chạy rất là đầm và chắc chắn. Cách âm, cách ồn, cách nhiệt của xe thì dòng này rất là tốt các bác nhá. Mình đang quan tâm đến dòng này thì hãy alo trực tiếp cho bên em để bên em tư vấn thêm cho. Đặc biệt thì bên em còn rất là nhiều dòng xe phối kép 4 con cho các bác lựa chọn đúng không ạ? Đây là chiếc xe màu trắng này. Đây là chiếc màu trắng các bác nhá. Vâng rồi, ok, video em sẽ được kết thúc tại đây. Các bác quan tâm mình alo trực tiếp để được chốt giá các bác nhá. Bên em sẽ để giá cho các bác tốt nhất các bác nhá. Ok, em xin cảm ơn.